Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui khi gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Hôm nay thì mình lại tiếp tục quay một cái video, đó là chuyển con máy xúc 50-2E của mình này ở lên xe ô tô các bác nhá. Thì hiện tại thì hôm nay em Phú vẫn đang vừa học vừa làm các bác nhá, tranh thủ cái lúc xe nó không đi đến để lấy đất đấy các bác. Cho nên là mình sẽ cho em Phú lên để luyện tay cho nó dẻo, múc cái gầu cho nó nhanh anh em nhá. Nhưng mà vừa rồi thì em ấy cũng múc gọi là cũng được sơ sơ và tạm mà cũng đã tiến bộ rất là nhiều rồi. Thì bây giờ cái video này thì mình sẽ gọi là giới thiệu và hướng dẫn cho em Phú với lại là tất cả các anh em này cái công đoạn đó là mình trèo lên máy xe ô tô các bác nhá. Thì cái nào nó sẽ hiệu quả, cái nào không, cái nào nó cần thiết thì mình sẽ nói cho các bác để các bác cùng tham khảo cũng như là áp dụng xem nó có hợp lý không nhá. Đó, thì bây giờ là cái cục đất sạt này của mình hiện tại thì cái chỗ đầu đất ý, nó đổ thì nó đã đổ ok rồi. Đấy, tức là đã đủ đất rồi. Thì cái đất này thì mình chưa xúc hết được, tạm thời chưa xúc hết được. Mai kia thì sẽ về để xúc tiếp anh em nhé. Thì bây giờ tranh thủ xe nó ấy thì mình sẽ rút máy là mình sẽ múc trả lại cho người ta cái mương này. Ví dụ trời mưa nó nước nó sẽ chảy vào đây là nó chảy theo đây đi ra tít phía ngoài kia. Đó, thì cái đất này thì bây giờ hiện tại thì nó mình múc hết cái cục này đi là nó sạt hết rồi nó. Đấy, bây giờ mình sẽ lên để mình xuống máy nhá, dọn nốt cái mặt bằng cũng như là lát nữa thì sẽ đấy thôi. Đấy không à, vậy đó về à. Đây này, cái này là cái gió nó thổi đến mình anh em nhá, sảng đấy. Ê, quay về đây anh mới bước lên được chứ, chúng mình được quay ở đấy là anh bước làm sao được. Rồi. À. Bây giờ sẽ xuống bệ anh em nhé. Xuống bệ thì cái này nó cao hơn cái ấy của mình là 1 mét, tức là cái bệ máy của mình với mặt đất nó sẽ cao hơn 1 mét. Đấy, chính vì vậy là khi mà xuống thì mình cũng phải chống cho mình hạ ấy nó. Cái ben thì lúc nãy mình không hạ xuống đất anh em nhé, thế mình phải chống để mình đâu cái cần nó này nó cách nhau khoảng 1 mét thôi kìa. Thì bây giờ mình sẽ đi ra quay xới cái mương này lên xong là quay. Đó, đi như thế này xong là quay luôn cái pen này đi để nó đỡ bị xách luôn ba lô với cái chai nước ra xe nhá. Thì em Phú em sẽ hỗ trợ mình để lấy những cái đồ kia. Bây giờ sẽ dọn như này đi. Và nơi xe nó ra thì mình sẽ xúc lên xe, chuyển lên xe. À, là sáng nó lấy muộn tí có phải xong rồi. Đây, sợ anh đến kia rồi con nhé. Đã. Vâng, chắc đủ hết rồi. Mai kia này vào lấy tiếp. Có 1, 5, 3 cái còn thiếu nhiều lắm. Anh đi khai thác đến cuối năm à? Ê, sợ đấy coi nhá. Cái nhà cho khu của anh vào trong này đó là hợp lý ấy. Đâu phải ra phố. Anh ấy nói phép thế thôi chứ mất bao tiền rồi đấy. Cái này thì mình có thể là đi thẳng hoặc là quay lại trống, nhưng mà cái mương nó thấp thì mình sẽ giơ cái cầu ra đây. Đấy, thì nó sẽ không bị sập cái đuôi xuống. Chứ còn nếu mà cái mương mà nó rộng quá thì mình phải quay lại mình chống lên nhá. Trước
chìa khóa ở cái móc móc ấy, móc vào cái túi ấy, móc vào túi ấy. Ở túi kìa, túi mà khóa vào đây nhá. Đây, anh sơ đây như thế này. Chìa khóa thì chìa khóa của cái máy này. Chắc anh ấy chuyển máy lên đây là anh ấy để gửi luôn chìa khóa ở đó. Bây giờ thì mình sẽ lùi lên đây, xong anh Sơn lùi lại là mình chuyển cái máy lên thôi. Chỗ này nó có một cái bãi đất, lúc trước mình xúc cái cục đất ở trong này anh em ạ. Cái cục đất này nó xúc rất là lâu và khá là nhiều đất đấy. Có cái đường bê tông đi lên luôn là hoàng anh em ạ. Cái đường này thì ngày trước nó là cái xỉ bê tông. Nó bắt đầu cho gạch vụn, xi măng vụn thừa lên. Rồi đấy này, đây này, cái mặt bằng lúc trước mình làm này, nó mình đi cho mình san giả lại cho người ta. Bây giờ nó đã được đẹp như thế này rồi. Đấy, bây giờ chờ cái xe nó lùi lại nhá. Tiến lên. Phần kia ngon chưa? Hả? Phần kia ngon chưa? Ngon rồi. Đấy là... Đấy tiền mặt đấy, chìa khóa. Chìa khóa đấy. Đấy, bề máy của mình đứng ra mình vênh. Đấy, cái bên này nó thấp hơn này. Đấy, mình quay lại xong rồi mình mới tiến tiếp anh em nhé. Thì nó mới vào sâu được, không có đứng đông quá là rất là nguy hiểm. Đấy. Lên rồi. Đấy. Chống nó lên này. Chống lên cho nó vuông này. Bây giờ nó đang bị gạch. Đó. Chỉnh cho nó vuông với lại cái thành xe này. Đấy vào đây thôi. Bây giờ đến cái đầu đang làm đằng kia thì mình sẽ quay lại video cho anh em nhé. Đó, nhưng mà cái video này thì nó cũng khá là dài thôi. Đang là mình xin kết thúc cái video đây thôi. Đấy. Đi qua đâu đây? Về trường cấp 1 Hưng Thành. Một Hưng Thành rồi, đi đi. Bây giờ xe đi anh em nhá. Đấy. À, đến cái đầu đổ dưới kia thì mình sẽ tiếp tục quay lại cái video để đi xuống đó cho anh em. Ok. Không biết cái đấy không biết. Đó thì hôm nay mình sẽ đi làm vào trong cái ngõ này anh em nhá. Nhưng mà video này thì mình chỉ làm để chuyển cái máy xúc xuống thôi. Đấy. Cái chỗ này hiện tại bây giờ nó đang là 2 mét, nó chỉ có đúng 2 mét thôi hả? Ủa thì tiếng nữa thì chắc xong cái đấy mấy. Rồi, hai bên nó gần như là nó sát luôn. Xích nó sẽ đi sát đấy, mình sẽ chuyển xuống để làm cho nó ấy anh em nhá. Để đi vào cho anh em nhìn thấy thôi. Chỗ này thì nó mắc một cái này nó gọi là cái hộp điện này, chạm điện. Phối đi xe vào trong kia để. Sợ nó nhiều đất không xong rồi đó. Sợ nhiều đất thì cũng vứt ở đấy. Làm thêm tí được anh đưa thêm cho xong rồi để xe ở đây. Xe đây xe máy mày. Anh đi đóng mắt. Anh đi đá giải. Lại bóng mấy bấy đi xe anh Phú về. Tú nó lại về sao? Hả? Tú nó đây về. Về nhưng mà tí nó đi cùng nhau ấy. Cùng nhau về đấy. Anh đằng nào anh chả phải đi xe về nhà để nhà. Hả? Thì bây giờ anh ấy đi anh để gửi cái xe đây này. Bây giờ anh gửi về nhà đâu, bây giờ anh xuống số 6 ở dưới cơ. Cái gì á? Ừ. Bây giờ mình sẽ đi vào nhé. Ôi vào cabin lấy cái chổi để quét tí đất đi nhá. Lấy chổi quét qua cái đất đi. Quét đất rơi đường này. Vâng. Vâng.
này có người đi qua thì nó cũng nguy hiểm, cho nên mình phải chờ anh em nhé. Bây giờ mình sẽ hạ xuống. Cái nghề này nó có một cái ô tô, không sao đâu. Quay lại để hạ nó xuống. Đấy, bây giờ đi vào cái ngõ này anh em nhé. Nó sẽ là vừa luôn mấy máy đấy. Mình nghĩ nó sẽ là vừa luôn đấy. Nó chỉ rộng hơn một tí thôi. Như này thì vẫn đi được, chỗ ô tô người ta vẫn vào đây được. Máy móc mà vẫn đi được anh em. Chỉ nó là một cái vệt thẳng như thế này thì thoải mái. Ví dụ là cái đoạn cua thì nó sẽ nguy hiểm hơn, nhưng đây là nó thẳng. Đây, anh em nhìn này. Đây, nó thẳng. Thẳng thì cũng đi thẳng mà. Thì vào đây mình sẽ giới thiệu qua cái phần mặt bằng ở phía trong này, cũng như là lát nữa mình sẽ thi công. Thi công thì mình sẽ làm ở cái video khác anh em nhé. Chỗ này nó có mấy quả xoài này, đi nhặt mấy quả xoài này. Này là mang cái dây điện anh em nhé. Dây điện này thì phải nó sẽ qua được. Đây này, nó mắc mấy cái quả xoài này, phải bứt nó đi. Nó mắc quá, không bứt thì không ăn được đâu. Làm hai quả thì ăn. Nó mắc vào cabin. Để đây anh em nhé. Mình sẽ lên để mình làm cái kết. Đây là mình hạ cái mặt bằng này, nó sẽ bằng với lại cái nền gạch này nha nhá, nó bằng với cái nền sân này. Mình sẽ đi lên trên này, nó giới thiệu cho anh em. Cái này thì mình sẽ quay cái bên xuống. Quay cái men xuống để mình lúc làm nó mới chuẩn được. Vâng. Không, đào to hơn cái này, còn sau này bác làm nào làm rồi. Cái hố xong rồi cho cái đào.
cái đào với cái la cho ra ngoài gọi cái đào với cái la vào nhá. Vâng. Nhưng mà hất đất thì hất đây này, hất thì mà em cứ hất sang bên này đi chỗ này được. Vâng. Nhưng mà để tránh cái này ra nhé. Vâng. Đổ tường rồi mày chết chết nhá. Thế này bây giờ ra cởi một hai cái cây gỗ này cho đủn giống một tí cho nó hở to cái chỗ này ra đây. Không, cứ đổ hai cái đấy vào đấy, không sao đấy. Nó lấp cái gốc này được không? Hả? Không sao hết, cứ lấp cái dây này. Đều nó sợ nó hỏng không? Hả? Cái dây mướp này này. Nó không sao được. Dây mướp không sao đâu. Vâng, bây giờ lấy mặt thằng này cho anh này. Đó đây là cái mặt thằng cái kẹt này ạ. Vâng. Dạ. Vâng. Lấy sẵn là vào đây cứ bằng mặt này làm ấy lấy chuẩn vào trong kia rồi. Vâng. Đây cái mặt bằng cái gạch thay của anh mình xe vào đó. Gặp cái công chỗ này mình phải bán từ tí. Bán được tí để cho nó sẽ đi từ bằng cái mặt. Vâng. Ok. Đó thì... Vâng, bây giờ mình sẽ gạt hết những cái chỗ này nha các bác nhá. Ok, video này mình sẽ cứng khu đây thôi, hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá. Ok, video sau mình sẽ làm cái công trình này.